Vì thế, trong yêu ma quỷ quái cũng có nhiều Phật thật thị hiện. Hình tướng là yêu ma quỷ quái, thực tế là chư Phật Bồ Tát, đều khiến chúng sanh giác ngộ. Có người giác ngộ trong thuận cảnh và thiện duyên. Có không ít người giác ngộ trong nghịch cảnh và ác duyên. Sao họ không phải cảnh giới Phật được? Sao không phải sắc thân Phật được? Trước đây, cư sĩ Chu Kính Trụ nói với tôi, nhân duyên ông học Phật là do buổi tối gặp quỷ, thật sự thấy quỷ. Ông nói không hề giả. Lúc đó địa vị của ông cũng khá cao. Thời kỳ kháng chiến ở Trùng Khánh, buổi tối đánh mặt chược với bạn bè, đánh đến khuya mới giải tán. Đại khái 1-2 giờ khuya mới nghỉ, liền trở về nhà. Trên đường về gặp quỷ. Con quỷ đó đi trước mặt ông, ông đi ở sau. Vốn ông ta nghĩ đó là người, cũng không để ý. Đường rất dài, ông đi khoảng nửa tiếng, đột nhiên nghĩ lại, ở trước là một người nữ. Nửa đêm canh ba thế này, sao lại có người nữ đi ngoài đường? Nghĩ đến đây, tóc tai dựng đứng. Tiếp tục bước đến xem, người này có thân trên, không có thân dưới. Ông rất sợ hãi. Ông nói nguyên nhân này khiến ông học Phật, không tận mắt chứng kiến. Dù ai nói, ông chỉ cười mà thôi. Nghe như câu chuyện thần thoại vậy, không chấp nhận. Thấy tận mắt mà còn đi cả nửa tiếng, không phải thời gian ngắn, tuyệt đối không phải hoa mắt, như vậy mới tin. Sau khi học Phật, ông nói con quỷ đó chắc là Bồ Tát Quán Thế Âm thị hiện đến độ ông. Nếu không có sự thị hiện này, làm sao ông có thể vào cửa Phật? Thiện duyên, ác duyên, thuận cảnh, nghịch cảnh, chỉ cần có thể khởi phát tính tâm của quý vị dẫn dắt ta vào chánh đạo, đều là Phật thị hiện. Nhân duyên học Phật đã thuần thục, bản thân ta vẫn không biết, Phật Bồ Tát biết. Đại từ đại bi, trong cửa Phật không bỏ một ai. Từ đây chúng ta lãnh hội được ân đức to lớn của Phật Bồ Tát. Ân đức cha mẹ không sánh bằng. Phật Bồ Tát đời đời kiếp kiếp bên cạnh chúng ta. Nếu chúng ta muốn quay đầu, muốn hối cải, cảm ứng bất tư nghì liền hiện tiền. Có người hỏi, con học Phật rất thành tâm, vì sao không thấy được cảnh giới này? Quý vị thử nghĩ kỹ lại xem, nếu gặp cảnh giới này, quý vị có thể tiếp nhận chắc? Gặp cảnh giới này không tiếp nhận, chắc lúc đó do tôi hoa mắt, không có chuyện này. Vì thế Phật Bồ Tát không đến thì hiện. Nếu quý vị tin điều này, cố gắng tư duy, cảm ứng không thể nghĩ bàn. Nam mô A Di Đà Phật.
Yeah.